Rồi Vũ mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ tiếp tục mình với anh Năm sẽ báo giá tiếp cái dòng hashtag nha cô chú anh chị và các bạn. Ok, chào chị cô chú nha. Chào anh Năm. Hashtag này là một cái thương hiệu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nha anh Vũ. Thổ Nhĩ Kỳ. Dạ, có một số video anh em mình cũng đã chia sẻ rồi. Nói sơ về cái thương hiệu này thôi. Là mình có một cái video tổng quan của công ty chứ đúng không? Dạ. Chiếc này là 398, con này là 101 mã lực anh Vũ. 110 mã lực. 110 mã lực. Dạ. Trang bị turbo. Con này nguyên chiếc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh có thể tới quay tận cảnh cho anh chị cô chú xem luôn anh Vũ. Dạ. Đây. Đặc biệt là chiếc này là nó là dòng của MF mà cái này là công ty của Thổ Nhĩ Kỳ ở Hattat là mua lại bản quyền. Đúng rồi. Nên đó là cái hình dáng và máy móc là nó y chang như của cái dòng MF trước. Dạng đầu vuông à. Dạng đầu vuông. Dạ. Thằng MF nó không sản xuất nữa. Dạ. Mà bán cái dây chuyền công nghệ lại cho thương hiệu Hattat. Dạ. Cái máy này nó được cái trang bị động cơ Perkin này. Perkin. Đặc biệt động cơ Perkin, động cơ này của Vương Quốc Anh. Động cơ của anh sản xuất. Nói về các cái thương hiệu máy cày, máy kéo, những cái máy cơ giới á, mà nói về động cơ Perkin thì gần như anh chị cô chú là đã biết được cái chất lượng và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rồi. Hàng này cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là tiết kiệm, động cơ của nó rất là bền. Perkin của anh đó, nó được trang bị động cơ turbo bốn xi lanh thẳng hàng. Chiếc này vẫn là bốn máy luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì hồi trước giờ mình quay dòng 399 thì hôm nay thì mình gặp đây là dòng 398. Đây là nhập nguyên chiếc ha, nhập nguyên chiếc từ Thổ Nhĩ Kỳ về luôn. Cái này là cái đây động cơ. Đây heo nó nằm đây luôn ha. Cái đường kính piston của nó là 105. Hành trình là 127. 127. Dạ. Tổng dung tích xi lanh của cái máy này là 4.4 lít. Dạ. Đây bình dầu nó đây. Dạ. Bình dầu nó 100 lít. 100 lít. Dạ. Đổ bình chai được cả ngày đó. Dạ. Loại này nó có hai phân khúc mái che và phân khúc cabin. Mái che và cabin. Dạ, cabin điều hòa. Cái này dòng này là cơ hết hay là sao anh? Cơ hết anh Vũ ạ. Cơ hết luôn ha. Dạ, đây. Anh lên đây quay, anh lên đứng lên. Đó. Ngồi lên luôn. Đó, em đứng bên này cho. Đó. Cân số của nó là ở đây. Dạ. Thằng này là nó được trang bị cái hộp số là 12 tiến và 4 lùi. 12 tiến 4 lùi. Dạ. Đây là cân tăng nhanh chậm. Đây là còn đây là cùng nhanh chậm luôn, rùa và thỏ luôn. Ở đây luôn, nó có hai cân, nó có hai tầng. Dạ. 4 tầng, hai cân và 4 tầng. Dạ. Cân này cùng nhanh chậm và cân này cùng nhanh chậm. Dạ. Còn cân số chính là của nó ở đây. Dạ. Anh đi số dê là về phía bên này. Dạ. Đấy lên là dê. Dạ. Và muốn dê nhanh thì ấn ra sau này. Dạ, sao là dê đó nhanh. Đúng rồi, muốn dê chậm ấn vào đây. Dạ. Khi đi đây rồi muốn nhanh hơn nữa thì kéo cái thò. Dạ. Đó là nó có 4 thân như vậy đó. Dạ. Đó là số dê. Con số tới là nó có 3 số. Và số tới 3 số và 4 thân. Ba số 4 tầng thì nó là 12 tiếng. À. Đó. Cái này là ben hả? Đúng rồi, đây là ben nâng hạ chính của nó đấy. Nâng hạ chính. À. Còn ở đây để quay phía sau. Đúng rồi. Đây là phía sau nè cô chú anh chị. Đây là những cái cần mình điều khiển ha, điều khiển mấy cái cổng thủy lực. Dạ đúng rồi, thủy lực. Cần điều khiển thủy lực. À. Đó, cái này có thể nổ máy được luôn. Ủa, muốn nổ máy mình có thể nổ máy được luôn. À. Đây khóa điện ở đây. Chìa khóa ở đó. Đây. À. À. Ok mở thì nghe tới màn hình được rồi. Dạ. Màn hình rất đẹp ha. Ừ.
Đó, tắt cái lạnh hiện lên và mở cái nữa nè. Đó. Tắt người cho nó đẹp được. Thông báo tất cả cái trên đây hết ha. Dạ. Rồi chị mình nào không? Mình cái máy này để nói cho anh chị cô chú biết được cái tính năng của nó phù hợp với những cái công việc gì cho anh chị cô chú tham khảo luôn. Yeah. Cái máy này nó có trọng lượng là 4.3 tấn. 4.3 tấn. Dạ, trọng lượng của nó là 4.3 tấn. Là bao gồm tạ rồi nhá. Yeah. Bao gồm tạ là 4.3 tấn. Đó. Còn cái khoảng sáng gầm của cái máy này là nó là cao nửa mét lận. Cao nửa mét, 5 tấc. Anh quay dưới gầm cho anh chị cô chú xem luôn. À. Đây, rồi, cho cô chú là, xem dưới gầm và cái xem dưới cái cầu trước luôn ha. Ừ. Cầu trước đây. Quay cận cảnh cho anh chị cô chú xem. Thằng này là cái cầu của nó là cầu lạch. Cầu lạch là cái đăng nó nằm lạch sang bên anh Vũ này. À. Đó, loài thì nó nằm ở giữa, loài thì nằm như này. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như bên là đủ các thứ là nó cũng lách như này đúng không? À, đây là một nằm một bên nè. À đó. Nó là không lách. Anh em hay dùng kêu cầu hông đó. Dạ dạ đúng rồi đó. Nói chung nằm một bên hay nằm giữa thì nhà máy nó cũng tính toán cả rồi. Dạ. Nó cũng chẳng ảnh hưởng như cả. Nếu nằm một bên như này thì cái khoảng sáng gâm nó sẽ cao hơn. Dạ. Chiếc này mang 14 tạ nha cô chú anh chị. Ừ, 14 tạ. Một tạ là 40 kg. Đấy là trên nửa tấn. Đúng rồi, hơn 560 kg. Chiếc này vỏ trước cầm thông số nó là tới 380 85 28. Nên vỏ rất là lớn ha. À, nói với anh chị cô chú biết được cái dòng máy này là nó nhập từ châu Âu về nên là nó có một cái nó trang bị cái anh Vũ thấy nó khác biệt ở những cái máy khác không? Những máy khác là nó chỉ có kẹt nước không thế này, đây là kẹt nước này, à. Còn đây là có một cái kẹt gió này, kẹt gió nè, đây anh thấy không? Ừ. Cái kẹt này là để nó làm gió vào cái buồng đốt sạch hơn, à. Vào buồng đốt sạch hơn để cho cái gọi là cái công nghệ intercooler đó, cái công nghệ này là giúp cho cái buồng đốt nó nhận được nhiều cái không khí hơn, yeah. Nó sẽ đốt cháy nhiên liệu một cách tối đa hơn, yeah. Và là cái máy nó sẽ khỏe hơn, yeah. Đó là cái công nghệ của thằng châu Âu là nó như vậy, yeah. Còn cái gió này nữa đó, còn phía trước là cái đó là cái làm mát của nhớt, cái làm mát, dạ. Cái chiếc này hiện tại là giá bao nhiêu anh Năm? Cái chiếc Atap 398 101 mã lực này giờ giá hiện tại là 938 triệu. À 938 triệu. Tại thời điểm này anh chị cô chú mua chiếc này thì sẽ được hỗ trợ là 25 triệu tiền mặt. À. Trừ tặng cho mình vô là 25 triệu tiền mặt. 25 triệu. Và quà tặng gồm nhớt và lọc nhớt cho anh chị cô chú. Dạ. Nhớt và lọc nhớt thì giá nhớt và lọc nhớt khoảng tầm 12 triệu nữa nha anh chị cô chú. Dạ. Nhớt và lọc nhớt 12 triệu nữa. Dạ. Bao sản. Chính sách bảo hành của máy này thì nó là 1200 giờ hoặc là 1 năm. 1200 giờ hoặc 1 năm. Dạ. Đó. Cũng giống như mấy dòng trước ha, cũng dạ, mấy dạ. Dòng máy khác. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Máy là máy này tiêu chuẩn của châu Âu, nhập từ châu Âu. Dạ. Thổ Nhĩ Kỳ. Để giờ mình cho các bạn xem cái bánh sau của nó nè. Dạ. Bánh sau của nó là 460 85 36 là nó quẩy 38. Dạ 85 38. Đây dưới này nè. À. 460 85 rà 38. Cái chiếc này quẩy tạ cho lắm nè. À, tính ra cái tạ này không là 200 kg á, 200 kg á, tại hẹp quá ha. Đó, khúc trên này không là 50 kg nè. À, nó có 4 miếng. 4 miếng là 200 kg, 1 miếng là 50 kg. Dạ. Tại hẹp quá khó quay. Dạ. 460 85 38. Bây giờ mình sẽ qua coi cái dòng mà có cabin. Dạ. Rồi, giới
thiệu cho anh Vũ với là anh chị cô chú biết đây là cái máy Hata 398. Phân khúc này là có cabin điều hòa lớn nha. Dòng này cũng giống như dòng bên kia ha Năm, chỉ như khác cái cabin thôi. Dạ đúng rồi. Anh Vũ có thể lên quay cho anh chị cô chú xem luôn. Em lên như bên kia. Xem sơ một dòng đi ha. Ơi rất là hẹp. À, cái này hơi tối. Hơi tối hả? Ừ, hơi tối. Không sao. Hơi tối bật đèn lên. Cũng còn thấy được. Đây là nổ máy luôn. Cabin. Nổ máy bật điều hòa cho anh Vũ ngồi cho mát luôn, đóng lên ngồi lên đi. Thôi. Lên ngồi lên đi. Tại vì ngồi quay nó hơi khó. Ngồi lên quay cho anh chị cô chú xem luôn, anh chị cô chú biết được cái cảm giác luôn. Thì tháo chân máy rồi cho nó rộng rộng chút. Ghế rất là êm ha. Dùng nó êm luôn. Đây, khóa bên này. Rồi, ok. Rồi, số từ. Rồi, ok, về mau rồi. Rồi, cái này cũng như dòng bên kia thôi. Ờ, đó. Rồi, đi máy lên coi. Anh dùm cố chuẩn cho em. Đây là tổng ở trong cabin nè. Nó cũng giống y chang như cái con không cabin, con máy che. Dạ. Dạ. Con này có cabin thì cơ cấu nó đây là cái dàn đèn nè. À đúng rồi, đèn. Dạ. Đèn gạt nước. Dạ. Đây là gạt nước. Dạ. Đèn. Cái này nâng hạ. Nâng hạ của nó thằng này là nâng hạ vừa cơ. Này là vừa cơ vừa điện. Vừa cơ vừa điện à? Dạ. Vừa cơ vừa điện, cơ cũng được mà điện cũng được. Dạ. Dạ đó. Đó đỡ nó tắt máy nè. Dạ, cái này mà đóng cửa lại rồi chạy nó êm đã hấp. Cái này thích hợp cho về những cái vùng mà anh em làm rẫy ha. Dạ. Làm rẫy, làm nông trường đâu á. Dạ, làm mía. Đúng rồi. Làm mì, làm cao su. Dạ, ok. Đặc biệt mình là... cài mình, dạ. Mình cài mình xế mà mình đóng cửa là mở máy lạnh lên thôi rồi. Dạ, ừ. Dạ. Chạy vi vu luôn. Dạ. Chạy quên giờ về luôn. Dạ. Rất là chặt. Quay cái câu sau luôn. Câu sau quay đây cho anh chị cô chủ xem luôn. Câu sau của con kia nó cũng giống con này. Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ để nãy giờ mình chưa quay cầu sau, bây giờ mình quay cầu sau cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì cái cầu này cô chú anh chị và các bạn nhìn thì nó trang như cái dòng của MF luôn ha, không có khác gì luôn á. Bây giờ là trời tối rồi, 4 giờ mấy 5 giờ chiều rồi. Bên sau là có 8 cổng rồi. Bên sau 8 cổng rồi. Rồi ok anh Năm, sáng lên rồi đó. Cổng sau đây là có tích hợp cả cổng chơi thủy lực luôn. Với là đặc biệt của cái này anh Vũ này. Đây cái đơn giống ở bên trên này. Thường những loại máy khác thì người ta dùng bằng cái tân đơ. Đúng rồi. Dạ, còn cái này dùng bằng cái tí thủy lực luôn. Dạ. Cái này ngồi ở trên mình có thể điều khiển được nó lên xuống ra vào luôn. Dạ. Dạ, là cái mình dùng. Cái dàn này mình nâng lên được khoảng bao nhiêu tấn lần anh Năm? Cái dàn này giờ hiện tại nó cái
lực nâng tối đa của cái lực nâng lực nâng tối đa của cái máy 398 này là nó nâng lên được 4 tấn. 4 tấn nâng tối đa của nó 4 tấn. Rồi. Rất thích hợp cho quậy những dòng những cái vàng trồng mía nè. Những vàng trồng mía hay là mía trồng mì. Dạ. Bên ngoài nó cũng phù năng á. Dạ. Đây hệ thống kéo mọt của nó cũng có hai cái, một cái điểm ở bên trên, cái ở bên dưới. Dạ. Đó, mình thích cái nào mình tháo. Anh Năm vậy anh Năm báo giá cái dòng mà 398 này có cái pin đó Năm. Nó chênh lệch bao nhiêu với cái dòng này? À cái 398 mà có cái pin này á giờ giá hiện tại là 1 tỷ 028 triệu. À 1 tỷ 028 triệu. 128 triệu. Anh chị cô chú mua thời điểm này cũng được hỗ trợ 25 triệu. À dạ, với là quà tặng nhớt và lọc kèm theo khoảng tầm 12 triệu nữa. Dạ. Đó là giá con hạ tạt 398. Dạ. Dùng con này thì nó là tương đương, nó giống nhau. Dạ, y nhau hả? Dạ, y như nhau. Phân khúc này là phân khúc đầu vuông. Dạ. Đây là bình ắc quy. Dạ. Đây là cùng két làm mát nhớt. Két làm nhớt. Dạ. Còn két trong két nước hả? Két trong này két nước. Dạ. À, két này nhớt. Két này là dàn nóng của điều hòa. À, dàn nóng của điều hòa. Rồi, két trong này nữa là két gió. Đúng rồi. Két trong nữa thì là két nước. Bốn két nằm bốn két nằm dọc luôn. Đây là cúp mát. Dạ. Anh em là chứ chàng nhìn sơ cái đầu là biết cái dàn xe gì ạ. Nhưng mà dòng này hiện tại thì nó được Thổ Nhĩ Kỳ mua bản quyền lại thôi. Rồi chỉ cái dòng này mình kết thúc đây anh Năm. Dạ, ok anh Vũ. Vì nãy giờ mình cũng với Năm cũng quay một vòng cho cô chú anh chị và các bạn xem rồi đó. Xem cái dòng 398 này nó có hai model ha. Một là cabin hộp và một cái máy che. Thì giờ chi tiết mọi chi tiết số điện thoại thì mình có để lên trên cái tựa đề và cái trong video luôn nha cô chú anh chị. Có gì cô chú anh chị liên lạc vậy đó để mà được tư vấn thêm chi tiết hơn ha. Và cô chú anh chị có thắc mắc thì cứ vô kênh của anh Năm Máy Cài á, xem anh Năm Máy Cài đăng lên rất là nhiều ha, và anh nói rất là chi tiết ở trong cái những cái video của anh đăng lên. Rồi Vũ chào cô chú anh chị và các bạn ở đây ha. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn cái video tiếp theo của mình nha. Rồi chào anh Năm. Okay, chào anh Vũ nha, chào chị cô chú nha.